Rồi, xin chào. Chào mừng bạn lại quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự dành cho các bạn từ thứ hai đến thứ sáu với phiên bản podcast radio vào mỗi tối 20 giờ. Và một chủ đề về luật hấp dẫn được phát sóng độc quyền trên YouTube CAD Radio vào chủ nhật hàng tuần. Rồi, ok. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Và hy vọng rằng sẽ có rất là nhiều may mắn, những điều thuận lợi và vô vàn niềm vui sẽ đến với các bạn vào cái lúc mà bạn nghe radio này. Và ngày mai chúng ta sẽ có một cái ngày làm việc thật là vui vẻ, thoải mái hen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái chủ đề ngày hôm nay. Một chủ đề mà tôi nghĩ là chắc cũng phải 3 tháng rồi tôi delay nó các bạn. Tại vì hiện tại cái kho tàng ý tưởng của tôi nó nhiều rồi, nên là tôi phải cân đo đong đếm suy nghĩ rằng là hôm nay nói cái gì, ngày mai nói cái gì để các bạn không bị ngán. Giống như cái kiểu mà các bạn mỗi ngày các bạn đều ăn một cái món ăn, nhưng mà các bạn phải đổi món chứ, đúng không? Chứ nếu các bạn chỉ ăn cơm với lại trứng không thì làm sao mà các bạn ăn nổi, hoặc là cơm với thịt hoài không có rau thì các bạn cũng không nuốt vô đâu. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng đổi món một chút xíu, nói về nhân tài như sao trời. Nghe lạ không các bạn? Nhân tài như sao trên trời. Các bạn hiểu cái câu nói này không? Vào một cái lần nọ, khi mà tôi đi bộ trên cái con đường ban đêm các bạn, thì con đường đó đặc biệt á, là nó có rất là nhiều hoa nguyệt quế thơm ha. Và rồi ngày hôm đó tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy ủa sao mà quá trời sao luôn các bạn, sao nhiều quá trời. Mà ngôi sao nào nó cũng sáng hết trơn á, không có ngôi sao nào mà lu mờ, mà cũng không có ngôi sao nào mà sáng nhất hết. Mỗi một vì sao đều có một cái ánh sáng riêng, và mỗi một vì sao đó đều chỉ tập trung một cái nhiệm vụ, đó là tỏa sáng. Bản thân của cái ngôi sao đó nó tỏa sáng hết sức có thể để chiếu rọi trên bầu trời, và tất cả tập hợp lại thành một cái bức tranh rất là đẹp vào ban đêm, gợi cho tôi nhiều cái cảm xúc và ý tưởng. Thì ngay lập tức trong đầu tôi xẹt qua một ý tưởng, ủa có phải là nhân tài ở trên thế giới này, trên trái đất này, trên vũ trụ này nó giống như là sao ở trên trời không? Có rất nhiều sao, thì có rất nhiều, các bạn đâu đếm được đâu, đúng không? Hoặc có thể đếm nhưng mà kiến thức của tôi nó còn hạn hẹp nên tôi không biết cái con số cụ thể ha. Rồi, nó vô vàn rất nhiều, và nhân tài cũng vậy các bạn, và các bạn cũng là nhân tài đó. Các bạn cũng là một người có thể tỏa sáng, có thể cống hiến và lộng lẫy lấp lánh ở trên cái bầu trời, cống hiến cho xã hội, cho đất nước, cho thế giới, cho vũ trụ, đúng không? Và vì sao trời nó có rất nhiều, mà cái nào nó cũng sáng hết, và nó cũng không có bao giờ có cái suy nghĩ rằng mình sáng hơn cái ngôi sao bên cạnh, hay là mình tối hơn cái ngôi sao phía trước. Nó chỉ tập trung đúng cái nhiệm vụ là chiếu sáng. Nó là sao và nhiệm vụ của nó là sáng, đẹp, vậy là đủ. Thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên như vậy. Tôi biết trên đời này có rất nhiều người tài giỏi, có những bạn viết cực kỳ hay, có những bạn có tài lẻ rất là nhiều, có những bạn rất là xinh đẹp, có những bạn có những cái đặc điểm mà người khác rất là mong muốn có được. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những cái đặc điểm mà người khác ước muốn, mong muốn và cảm thấy thích thú khi nhìn vào. Nhưng mà ít khi nào các bạn nhận ra lắm. Các bạn mãi đi so sánh bản thân với những người khác. Các bạn mãi đi so sánh cái khuyết điểm của mình với cái ưu điểm của người ta. Đó là một cái điều bất hạnh trong cuộc đời này các bạn. Đến bao giờ thì các bạn mới nhận ra rằng tôi cũng là nhân tài, tôi cũng có những cái hay, và nhiệm vụ của tôi là tỏa sáng trên cái bầu trời, cống hiến trên cái cuộc sống này. Các bạn có thể sáng thật là sáng ở trong cuộc đời của các bạn. Và hãy quên đi cái việc rằng làm sao để mình có thể giỏi như người này, làm sao mình có thể tốt như người kia, làm sao mình có thể đạt được thành công giống như cô A, anh C hay là chị B. Đừng như vậy các bạn. Chúng ta hãy làm đúng cái nhiệm vụ của mình thôi. Đó là tỏa sáng hết sức có thể trong cuộc đời của mình, cống hiến hết sức có thể trên cái bầu trời chung. Chỉ có như vậy thì xã hội này mới phát triển và con người mới ngày càng đi lên được. Còn nếu như chúng ta sống như những con cua, các bạn có biết không? Con cua nó có cái đặc tính rằng nếu mà bạn nhốt một con trong cái thùng á nha, thì có thể nó có thể ra được. Nhưng mà bạn nhốt nhiều con trong một cái thùng thì không con nào chạy ra, và bạn cũng không cần phải đậy nắp.
Đó là một điều thú vị, các bạn biết tại sao không? Tại vì á, hễ mà con nào á nó muốn trèo lên á là những con cua còn lại ở trong cái thùng nó lại níu chân xuống các bạn. Nó cứ như vậy, nó níu chân đồng loại nó xuống. Và nó không có nghĩ rằng tự bản thân nó có thể đi lên được. Nó thấy người ta hơn nó là bắt đầu nó kéo xuống. Nó ganh tị, nó so sánh. Và nó không tin tưởng bản thân mình. Vậy nên chúng ta đừng sống như những con cua. Tất cả sẽ vô nồi đó các bạn, chết chùm đó. Chúng ta hãy sống như những vì sao trên bầu trời, tỏa sáng lấp lánh lộng lẫy. Bởi chính bản thân chúng ta đã là những cá thể đặc biệt, đã là nhân tài rồi. Chỉ là các bạn chưa có nhìn thấy được sâu ở bên trong mình có những cái tiềm năng gì, tiềm thức của mình nó mạnh mẽ đến bao nhiêu và khả năng bản lĩnh của mình nó đến chừng nào thôi. Hãy tin tôi, các bạn đều là những nhân tài đó. Và chúng ta đừng mất thời gian nhìn vào thành công của người khác rồi nhìn lại bản thân mình cảm thấy ủ dột, cảm thấy chán nản và thất bại. No, các bạn đang tự ngược đãi bản thân mình vì những cái thành công trong cuộc đời của người khác. Một câu nói mà tôi nghĩ là khi nhắc đến thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến CAD 1992. Đó là hãy là diễn viên chính trong cuộc đời của mình. Tôi nhắc đi nhắc lại câu này đến bây giờ chắc cả 100 lần rồi á. Mỗi một người sẽ có một cuộc đời để sống. Và chúng ta chính là diễn viên chính trong cuộc đời của mình. Có thể bạn diễn chưa hay, có thể bạn diễn hơi dở đó, hoặc cũng có thể bạn diễn đã rất giỏi rồi. Thì đó là cuộc đời của các bạn. Thành công các bạn hưởng, thất bại các bạn chịu. Và vì đó là cuộc đời của mình nên các bạn có quyền tỏa sáng theo cách mà các bạn mong muốn. Các bạn cũng đừng có so sánh cái hậu kỳ còn đang dở dang của mình, đang còn phải tập dượt rất là nhiều lần trước khi công chiếu, trước công chúng, với một cái sân khấu đã được trang hoàng lộng lẫy, với những người người ta đã là diễn viên chuyên nghiệp suốt nhiều năm, được mọi người công nhận rồi. Các bạn so sánh như vậy là khập khiễng. Tại sao mà các bạn lại đi so sánh cái việc mà các bạn mới vào công ty có mấy ngày với một người đã làm thâm niên vài năm và ở một cái vị trí cao hơn các bạn? Về cái khả năng chuyên môn, về cái khả năng xử lý tình huống, về cái khả năng mà đối mặt với từ chối khách hàng vân vân. Làm sao các bạn có thể so sánh một cái điều vô lý như vậy được các bạn? Rồi, làm sao mà các bạn lại đi so sánh ở cái độ tuổi mà mới 19-20 với một người đã 30-40 tuổi, người ta từng trải ở cuộc đời, người ta va vấp rất là nhiều, còn các bạn chỉ là những con cừu mới xuất chuồng. Làm sao mà các bạn đi so sánh với những con sói đầu đàn được? Các bạn làm như vậy là các bạn đang hại chính mình đó. Các bạn đang kiểu như là không công bằng với bản thân đâu. Đó. Thì tôi nghĩ khi mà các bạn hiểu được rằng nhân tài như sao trên trời, một cái khái niệm mới, và các bạn hiểu rằng các bạn cũng có những cái ánh sáng hào quang ở bên trong mình, và nhiệm vụ của các bạn á, là làm cho nó bật ra, làm cho người khác có thể nhìn thấy cái ánh sáng bên trong các bạn, và tự bản thân các bạn cảm thấy tự hào về cái ánh sáng đó của mình là một điều thành công rồi. Chứ mình đừng có mãi mê nhìn những cái ngôi sao xung quanh, nhìn những cái người tài giỏi xung quanh mình rồi bắt đầu mình hổ thẹn, bắt đầu mình ngược đãi bản thân, bắt đầu mình tự trách là tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Đừng làm như vậy. Các bạn đang lãng phí những cái giây phút thật sự tuyệt vời trên cái cõi đời này. Khi mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây các bạn được hít thở, các bạn còn đi lại một cách bình thường, các bạn còn cảm nhận được vị của thức ăn, các bạn còn có thể có một cái giấc ngủ và một nơi lưu trú an toàn, thì các bạn hãy biết ơn vì điều đó và tận dụng những điều đó để mình có thêm thời gian mà cố gắng phấn đấu và tỏa sáng như một trong những cái vì sao ở trên bầu trời. Cuộc sống này nó rộng lắm các bạn, nó không có quyết định là ngày 1, ngày 2 đâu. Ví dụ ngày hôm nay bạn chưa có giỏi thì không có nghĩa rằng ngày sau bạn cũng dở như ngày hôm nay. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi bản thân mình kể từ lúc, cái giây phút bạn nghe được cái radio podcast này. Và tôi tin rằng là các bạn sẽ làm được. Không có lý gì mà các bạn không làm được cả. Vì các bạn đang là ngôi sao rồi. Một ngôi sao còn non trẻ và đang trên con đường tìm kiếm cái ánh sáng ở bên trong của mình. Các bạn cũng có thể làm một cái điều như thế này. Các bạn có thể nhìn những cái ánh sáng xung quanh và mình ngưỡng mộ. Rồi từ cái sự ngưỡng mộ đó, mình tiếp thêm năng lượng, mình học hỏi. Rồi cuối cùng là mình tổng hợp, trau dồi và mình đúc kết lại được
những cái kinh nghiệm, những cái bài học, những cái kỹ năng, rồi từ đó biến tất cả chúng trở thành của mình và phát huy một cách cụ thể, càng sớm càng tốt. Đó là một cái điều mà các bạn có thể làm và nên làm. Tuyệt đối đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác theo cái cách nghĩ là người ta giỏi quá, mình không có làm được như vậy. Tại sao người ta lại có thể làm được như vậy? Nếu là mình chắc là mình bỏ cuộc. Đừng bao giờ có những cái suy nghĩ đó các bạn. Luật hấp dẫn nó sẽ khiến những cái điều gọi là không hay, không thể nào thành công hoặc phát triển được đến với các bạn. Mà các bạn hãy suy nghĩ rằng người ta làm được, mình cũng sẽ làm được. Và nếu người ta chưa làm được thì mình cũng có khả năng làm được. Khi mà các bạn liên tục khẳng định những cái điều tích cực, những cái sự gọi là thành công, vui vẻ, sức khỏe, tài chính vân vân, những cái điều mà bạn mong muốn, bạn khẳng định nó mỗi ngày và bạn dùng hết cái niềm tin, cái tâm huyết của mình để biến nó thành sự thật, thì sớm muộn gì cuộc đời của bạn cũng sẽ như vậy, cũng sẽ tỏa sáng giống như những cái ngôi sao trên bầu trời. Thật ra khi mà tôi thu cái chủ đề này là tôi đang nói lại cái cảm giác của mình khi nhìn cái bức tranh đầy ngôi sao ở trên trời đêm đó. Cái giây phút mà tôi nghĩ ra được cái điều này nè, nghĩ ra được là chúng ta là những nhân tài và chúng ta là những ngôi sao, ai cũng có thể tỏa sáng hết. Và ánh sáng của người này không hề ảnh hưởng đến ánh sáng của người kia. Người này sáng thì người kia cũng sáng được, không có cần phải cạnh tranh đè hại nhau để mà tỏa sáng. Mỗi người đều có một cái ánh sáng riêng biệt, và chúng ta hoàn toàn có thể nắm tay nhau cùng nhau phủ sáng cả bầu trời, phủ sáng những cái điều tốt đẹp, tuyệt vời và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng xã hội. Thì khi mà tôi nhận ra được cái điều này, tôi cảm thấy cái lòng của mình đó các bạn, nó đẹp lắm. Tôi tự cảm nhận vậy luôn nha. Tôi tự cảm nhận là lòng tôi lúc đó đẹp lắm. Tôi không còn có cảm giác mình thua thiệt với người ta. Tôi không còn cảm giác là cảm thấy bản thân mình đang gọi là dừng chân một chỗ đi thụt lùi, trong khi xã hội ngoài kia có những bạn rất là giỏi, những bạn nói được 2-3 ngôn ngữ, còn tôi học tiếng Anh học hoài không xong. Rồi có khi là có những bạn được những cái hợp đồng lớn, còn mình thì cứ trượt lên trượt xuống. Rồi có những lúc là mình thất bại trong cái việc mà thuyết phục khách hàng ký hợp đồng, trong khi là đồng nghiệp của mình thì ký rầm rầm cái kiểu. Khi mà tôi nhận ra được cái vấn đề, cái câu chuyện đó là nhân tài như sao trên trời, tự nhiên tất cả những cái đó nó biến đâu mất các bạn, còn lại là sự thoải mái tâm hồn. Và tôi hy vọng rằng á, khi mà bạn nghe cái radio đến giờ phút này nè, ngay cái lúc này luôn nè, bạn sẽ cảm thấy thoải mái giống như tôi vậy đó. Hãy hiểu rằng các bạn là những nhân tài, và nếu chúng ta chưa phát huy được những cái tiềm năng của mình thì hãy nhanh chóng tìm cách tìm cho ra cái ánh sáng để mình có thể tỏa sáng. Và đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác, so sánh cái hiện tại của mình với một cái hành trình dài cố gắng của những người khác. Đó là một cái sự so sánh không đúng. Và khi mà các bạn đã nhận định được rõ ràng cái tình hình của mình rồi, là thật sự á, mình không phải dở, mà do là mình chưa có gặp đúng cái cơ hội, và mình cũng chưa có gọi là hội tụ đủ những cái kinh nghiệm nè, những cái kỹ năng nè. Đó, nên là mình cái ánh sáng của mình nó còn le lói, nó chưa có bừng lên được như người ta thôi. Và mình sẽ cố gắng cải thiện những cái điều này. Mình sẽ học hỏi những người đi trước, mình sẽ đọc rất là nhiều tài liệu về Google, YouTube. Đó, rồi mình sẽ thuyết phục một cách nồng nhiệt hơn, và mình sẽ đối mặt với những lời từ chối, những cái thất bại một cách lạc quan hơn. Đó, sau những cái vấp ngã thì mình sẽ học được cái gì, mình ghi ra vân vân. Thì mỗi một lúc các bạn cố gắng như vậy, mỗi một khi mà các bạn thay đổi góc nhìn như vậy, là một bước các bạn tiến lên với cái sự tỏa sáng của mình. Và tôi nghĩ radio ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa và tỏa sáng nhiều hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho kênh, và hy vọng nhận được một nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau vào mỗi tối. Những bạn nào mà cảm thấy radio này bổ ích á, thì các bạn cho CD xin một like ha. Và đương nhiên là đừng quên để lại phía dưới bình luận để YouTube có thể phổ biến rộng ra thêm những cái năng lượng tích cực như thế này đến nhiều bạn khác nữa. Rồi, vô cùng biết ơn và cảm ơn các bạn vì dành thời gian quý giá cho kênh. Chúc các bạn có một buổi tối thật là an lành, ấm áp, vui vẻ.
lát nữa sẽ có một giấc ngủ thật là ngon ha. Cảm ơn các bạn và bye bye.